tiên vương tái xuất, lạc tú. chương 431, giao dịch của võ thánh. Những lời này khiến lạc tú cao mày nhìn hư kinh thiên. Nhìn cái gì mà nhìn, bạc tuấn ở bên cạnh quát. Cần lưu ý rằng hư kinh thiên là người của côn lôn kiếm cung, theo lời nói của người thế tục, đó chính là một vị tiên sư. Hơn nữa, ngoài thân phận là người của côn lôn kiếm cung, hư kinh thiên còn là một vị cao thủ tu pháp, từ lâu đã có thể thức tỉnh thực lực ở tầng thứ hai chưa từng có người nào dám ngang nhiên nhìn ông ta như vậy lạc tú cười nhạt phất lờ bạc tuấn chỉ nhìn hư kinh thiên và chậm rãi mở miệng sao ông cứ luôn mồm kết luận lạc mỗ sẽ chết hiểu vậy hư cậu cũng chỉ mới tới thông thần cảnh mà thôi tuy rằng ở tuổi của cậu đã đạt tới cảnh giới này cũng đã là giỏi nhưng cậu phải biết rằng trên thế giới này núi này cao còn có núi khác cao hơn ngay cả tôi còn chưa sánh bằng thế mà cậu dám ngang nhiên đấu với võ thanh ư vốn dĩ ông ta tưởng lần này mình được mời xuống núi sẽ được người phàm tục tôn kính thậm chí là tôn sùng nhưng không ngờ còn chưa kịp tôn kính đã bị người thanh niên trước mặt phớt lờ nếu lần này họ không đến thuyết phục cậu thanh niên rời đi thậm chí có thể nói là bảo vệ anh thì ban nãy họ đã dạy cho anh một bài học rồi dù gì ông ta chính là người đến từ côn lôn kiếm cung mà ngay cả ở côn lôn người bình thường cũng không dám khinh thường ông ta nghe rõ chưa Hư Kinh Thiên cao mày nói, chắp hai tay sau lưng, tỏ rõ thái độ không thích người thanh niên này. Với thân phận địa vị của ông ta, người bình thường nào dám nói với ông ta như vậy? Audio điện tử võ tấn bền Và ông ta có thể nói mấy lời với người thanh niên này đã là vinh dự cho anh lắm rồi. Nếu không phải vì muốn báo đáp công ơn, ông ta đã dạy cho tên vô lễ này một bài học thích đáng rồi. Nếu đặt ở Côn Lôn, Trước thái độ của người thanh niên này, e rằng không sống nổi trong vòng 3 giây. Nếu cậu nhất định muốn đi, vậy thì đừng trách tôi vô tình, không bảo vệ cậu nữa." Hư Kinh Thiên uy hiếp. Những lời này vừa thốt ra, Phi Long tái mặt, anh ta biết rất rõ tính khí của Lạc Tú. Tinh khí của người này không phải là không thể chấp nhận được những lời nói như vậy. Quả nhiên Lạc Tú mỉm cười. "Ha ha, bảo vệ tôi? Mấy người có tư cách gì mà bảo vệ tôi?" Lạc Tú khoát tay, đi thẳng về phía trước, cũng lười nói thêm với hai tên ngốc này. Anh đường đường là tiên tôn mà còn cần hai tên thức tỉnh cảnh bảo vệ ư? Cậu nói cái gì? Hư Kinh Thiên kinh ngạc hỏi. Tốt hơn hết là mấy người tự bảo vệ mình đi, lão già. Lạc Tú đã nghênh ngang rời đi. Đứng lại, anh là cái thá gì mà nói với chúng tôi như thế hả? Bạc Tuấn bị chọc giận, ngón tay trỏ vừa động đậy, định gọi phi kiếm về để giết Lạc Tú nhưng vừa định bắt đầu hư kinh thiên đã vươn tay ra ấn vào vai bạc tuấn đây là thế tục mà còn là sân bay người đến người đi tấp nập không nên tùy tiện giết người sư thúc anh ta bạc tuấn tức giận nghiến răng bỏ đi cậu ta muốn tự đâm đầu vào chỗ chết thì cứ để cậu ta đi hư kinh thiên cười nhạt một thông thần giả mà lại dám thách thức võ thánh lại còn là tất cả các võ thánh của sở phán quyết lực lượng nữa và lại còn có nữ thần chết chóc là đầu sỏ quốc tế loại hành vi này thật khiến người ta cười đến rụng răng hai vị tiền bối mời ở lại xem ạ à. xem cái rằm ấy anh nhìn thái độ của anh ta kia chúng tôi không ra tay đã là nể tình lắm rồi còn muốn chúng tôi bảo vệ anh ta ư bà tuấn bất mãn quát lớn phi long cúi đầu không dám nói dù sao anh ta cũng không phải là lạc tú nào dám ngang nhiên chống đối với hai vị tiên sư đi thôi nếu đã ra ngoài chúng ta đi xem náo nhiệt nào tôi rất muốn xem hôm nay cậu ta sẽ chết như thế nào hư kinh thiên phất tay áo nói bạc tuấn nhìn bóng lưng của lạc tú với vẻ mỉa mai anh ta rất muốn đợi đến khi lạc tú không thể chống cự được nữa sau đó nhờ họ giúp đỡ sau đó xem lạc tú có còn kiêu ngạo như vừa rồi hay không ở phía bên kia trong một biệt thự của nhà họ chu đám người thẩm thiên quân đang tụ tập ở đó tuy nhiên người đàn ông đang ngồi trên sảnh cao là một người đàn ông trung niên râu dài và tóc dài lúc này đang ngồi ngay ngắn ở đó. Mà Thẩm Thiên Quân cung kính đứng ở đó, những người còn lại của nhà họ Thẩm cũng cung kính đứng ở nơi đó, không dám thở mạnh. Bởi vì đây cũng là một vị võ thánh. Vô Không Tiền Bối, chuyện này cứ quyết định như vậy à? Thẩm Thiên Quân luống cuống nói. Vậy thì cứ làm theo cách này, tôi sẽ giúp nhà họ Thẩm xử lý thằng con cháu chẳng ra gì kia, giúp nhà họ Thẩm giành lại gia sản, còn tài sản của tên Lạc Vô Cực kia sẽ thuộc về tôi coi như trả phí cho tôi đã ra tay. Vô không võ thánh mở miệng nói. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người trong nhà họ thẩm đều rất vui, dù gì cũng đã mời được võ thánh ra tay. Cho dù trận chiến giữa Lạc Tú và Chu Càn Khôn hôm nay là như thế nào, họ cũng không thể thoát khỏi năm ngón tay của vô không võ thánh. Ha ha, quả nhiên vô không võ thánh có lòng mang thiên hạ, từ bi vi hoài. Thẩm thiên quân ra sức nịnh nọt. Ôi, Lạc vô cực kia vốn là người nhà họ thẩm mấy người, Giờ lại làm mấy chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi, nếu không cả thiên hạ đều như vậy, chẳng phải sẽ đại loạn à." Vô Không Võ Thánh cười nói. Thẩm Thiên Quân khẽ cười ngầm hiểu ý, đây thật ra chỉ là một cuộc giao dịch. Vô Không Võ Thánh cần gia sản của Lạc Tú, mấy trăm tỷ đô la, vì cho nên mới ra tay giúp đỡ nhà họ Thẩm. Dù gì Vô Không cũng là võ thánh ở sở tài quyết lực lượng, không thể cướp tài sản của Lạc Tú một cách quang minh chính đại được nếu không sẽ bị hủy hoại thanh danh, nên cần một cái cớ. Cái cớ này chính là thay nhà họ Thẩm trừng trị thằng con cháu không ra gì, giúp nhà họ Thẩm lấy lại tài sản. Bằng cách này, nhà họ Thẩm và Vô Không đều có được thứ họ cần, vì vậy họ đã bắt tay với nhau. Lui xuống đi, chuyện này chắc chắn lão phu sẽ giúp. Vô Không võ thánh phất tay. Đa tạ tiền bối, người nhà họ Thẩm lui ra ngoài. Nhưng vừa bước ra ngoài, không chỉ Thẩm Thiên Quân ngay cả đám người thẩm chu toàn cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ. Cuối cùng họ đã đợi được ngày này ư. Ừ. Lạc Tú, chúng ta muốn mày phải chết không có chỗ chôn thân. Ha ha, e là thằng nghịch tử đó còn chưa biết nơi này đã bày ra thiên la địa võng để chờ nó đến đây nhỉ. Thẩm thiên quân đã khôi phục lại dáng vẻ chỉ tay năm ngón của ông ta. Trong khoảng thời gian này, người nhà họ thẩm ngay cả tiền mua vé xe cũng không có, đi khắp nơi cầu xin người giúp đỡ, nhưng đi đâu cũng bị người ta từ chối. Dù gì tên tuổi của lạc vô cực đã lan rộng khắp cả nước, ai dám ngang nhiên giúp đỡ bọn họ. Cũng may cuối cùng họ đã bám vào nhà họ Chu, sau đó gặp được vô không võ thánh. Chỉ cần vô không võ thánh ra tay thì nhất định bọn họ có thể đoạt lại gia sản nhà họ thầm. Ha ha ha, tôi thật sự rất mong thằng nghịch tử đó nhanh chóng đến đây, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Tôi rất muốn xem hôm nay nó sẽ bị thân bại danh liệt như thế nào, sẽ chết tại đảo Tần Hoàng này ra sao, Trơ mắt nhìn chúng ta lấy lại sản nghiệp đã từng thuộc về họ thẩm như thế nào. Thẩm thiên quân lạnh lùng mở miệng nói. Lạc tú, e là cậu không thể tưởng tượng nổi đâu nhỉ. Thẩm thiên quân tôi đã đặt cược lên võ thánh, không chỉ có thể khôi phục vinh quang trước kia, thậm chí còn có thể vượt qua vinh quang trước đây, dẫm chết cậu dưới chân. Ông nội, họ lạc đã đến rồi. chương 432, cơ hội cuối cùng. Đến rồi. Đám người nhà họ Thẩm nhất thời vừa mừng vừa sợ, tiếp đó Thẩm Thiên Quân chỉnh trang lại quần áo để mình trông đĩnh đạc hơn, rồi dẫn theo nhà họ Thẩm đi tới một bến tàu trên đảo Tần Hoàng. Trận chiến hôm nay là đánh nhau trên biển. Không chỉ ở bến tàu bên này, thật ra khắp nơi trên biển đều là tàu thủy, đoàn du thuyền xa hoa cũng nối tiếp nhau hiện ra. Tàu thủy du thuyền đông đúc gần như không đếm xuể. Thậm chí xung quanh bên bờ bến tàu đã tấp nập mọi người dù sao trận chiến hôm nay có thể nói là thu hút toàn bộ sự chú ý trong nước thậm chí ngay cả một số thế lực lớn ngoại quốc cũng quan tâm tới nó những người đến đây đều là những nhân vật lớn có danh tiếng máu mặt hơn nữa không chỉ có vậy phần đông những người bình thường cũng tới đây xem đương nhiên không phải mọi người đều ủng hộ võ thánh nhà họ chu bởi vì khi lạc tú vừa tới bên kia suýt chút nữa đã bị dọa quay đầu bỏ chạy bởi vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy cả một biển người tấp nập cờ đỏ biểu ngữ dợp trời bay phấp phới. Chồng ơi cố lên, anh lạc mạnh nhất, khoảng chừng mấy ngàn Mỹ nữ tổ hợp thành đội cổ vũ đứng ở đó phất cờ hò reo. Ai nấy đều là những cô gái xinh đẹp tuyệt vời, hơn nữa người dẫn đầu còn là Lam Thục Đoan. Sau khi thân phận của Lạc Tú bị lộ ra, gần như Lạc Tú đã trở thành ngôi sao hạng nhất. Chỉ một danh hiệu người giàu số một thôi đã đủ cho anh được xưng là ông chồng quốc dân, thậm chí còn có một tin tức bí mật nói rằng người chồng quốc dân này đến nay vẫn còn đang độc thân. Chứ chưa nói tới những danh hiệu nào khác nữa. Vì vậy những cô gái trẻ trong nước gần như phát cuồng vì điều đó. Hơn nữa, các diễn đàn lớn trên mạng đã lan truyền rất nhiều video ngắn cổ vũ Lạc Tú của rất nhiều mỹ nữ tự quay lại. Nhưng mà Lạc Tú vừa mới tới gần đã nhìn thấy người của nhà họ Thẩm cũng đang đi tới đây nơi này có bảo vệ trông giữ nhưng người nhà họ thẩm vẫn muốn cản đường lạc tú rõ ràng bọn họ đang cố ý thẩm thiên quân khí phách hăng hái dẫn theo một đám người nhà họ thẩm ai nấy đều mang theo bộ dạng ngạo nghễ cười lạnh đi về phía lạc tú trong mắt họ hôm nay lạc tú chết là cái chắc bởi vì ngoài vị võ thánh của nhà họ chu là đối thủ của lạc tú còn có võ thánh vô không chống lưng cho bọn họ hai võ thánh lớn đã xác định sẽ ra tay đương nhiên lạc tú hoàn toàn không có cơ hội trở thành đối thủ của vị võ thánh thứ hai nói không chừng đánh với chu càn khôn một trận thôi đã đủ bị hạ gục trong chớp mắt hơn nữa không chỉ có vậy sở trưởng sở tài quyết vũ lực hôm nay cũng tới đây đó là người đứng đầu của giới võ đạo chân chính đương thời bàn về võ ông ta đứng thứ hai thì không có ai dám xưng đứng thứ nhất còn cả nữ thần tử vong siêu sao quốc tế cũng đã tới đây xem cuộc chiến những người này có ai là không thể bóp chết lạc tú trong vòng một nốt nhạc cơ chứ mà đúng lúc này điện thoại của thẩm thiên quân vừa hay cũng reo lên thẩm thiên quân nhìn thoáng hóa ra là điện thoại của thẩm nguyệt lan hơi do dự một chút thẩm thiên quân vẫn nhấn nghe máy qua một khoảng im lặng và ngượng ngùng thẩm nguyệt lan ở đầu bên kia cuối cùng đã lên tiếng mấy người về thiên đô đi xin lỗi tiểu tú một câu dù sao con gái với ba cũng là ba con con đã nói với tiểu tú rồi trả lại căn nhà cho các người, sau này lại để lại một số sản nghiệp khác cho ba. Ngày sau ba cứ ở biệt thự đó chăm hoa chăm cỏ, uống trà uống rượu, dưỡng lão về già không tốt hay sao?" Thẩm Nguyệt Lan nói. Nhưng bà không biết, lúc này Thẩm Thiên Quân đã dẫn người đi về phía Lạc Tú, hơn nữa trận chiến ấy còn sắp bắt đầu. Bà gọi điện là vì vừa rồi đã thương lượng với ba Lạc, cảm thấy dù sao Thẩm Thiên Quân cũng là ba mình, không cần thiết phải tuyệt tình như vậy đợi tiểu tú hết giận sau đó bà là mẹ tác động nói chuyện một chút, bà tin rằng con trai mình sẽ nghe lời bà nói. Điều này hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Nhưng mà lời này rơi vào tai thẩm thiên quân, thẩm thiên quân lại bật cười lạnh một tiếng. Ha ha, Nguyệt Lan, không cần đâu, tôi đã đoạn tuyệt tình cha con với chị rồi. Thẩm thiên quân lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, lúc này lại còn muốn ông ta nhận thua, đi xin lỗi lạc tú ư. Nếu như là lúc trước, chắc chắn Thẩm Thiên Quân sẽ làm như vậy, dù sao cơ hội này vô cùng hiếm có đối với ông ta cũng như cả nhà họ Thẩm. Nhưng mà hiện tại ư, đã không còn khó như vậy nữa rồi, bởi vì Lạc Tú đã sắp tiêu tùng, nhà họ Thẩm bọn họ có võ thánh làm chỗ dựa, sau này e rằng sẽ trở thành nhà giàu số một ở Hoa Hạ. Lẽ nào cứ phải như thế sao? Giọng nói của Thẩm Nguyệt Lan truyền tới. Chắc là chị cũng không biết, con trai của chị giờ đang ở trước mặt tôi đây e là nó cũng chẳng liệu được nó sắp phải đối mặt với chuyện đáng sợ như thế nào thẩm thiên quân ngạo nghễ mở miệng nói cả đời thẩm thiên quân tôi không cần đến chị phải thương tiếc thứ mà tôi mất đi chính bản thân tôi có thể lấy lại được chị vẫn nên lo lắng cho thằng con trai của chị đi thẩm thiên quân hắng giọng đáp được thôi hy vọng ba không hối hận đầu dây bên kia thẩm nguyệt lan thở dài một tiếng có khi người hối hận lại là chị đấy Thẩm Thiên Quân thẳng tay cúp điện thoại. Hối hận? Bọn họ sắp lật lại thế cờ, có gì mà phải hối hận? Có Võ Thánh chống lưng đằng sau cho bọn họ, lẽ nào bọn họ sẽ thua hay sao? Thậm chí Thẩm Thiên Quân còn cảm thấy nghi ngờ, có phải sau khi Thẩm Nguyệt Lan biết được chuyện nhà họ Thẩm có cây đại thụ như Võ Thánh để dựa vào nên mới cố ý gọi điện thoại để xin móc nối quan hệ. Tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng cho dù là thật đi nữa thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Cứ để cho Lạc Tú chết trong sự hối hận đi. Vừa hay lúc này bọn họ đã tới giáp mặt với Lạc Tú. Thẩm Thiên Quân ném bụp điện thoại xuống dưới đất sau đó ngạo nghễ nhìn Lạc Tú, đánh giá anh trên dưới vài lượt sau đó từ từ lên tiếng. "Ha ha, vừa rồi mẹ cậu đã gọi điện cho tôi." Ồ, Lạc Tú lại không hề bất ngờ vì điều này. "Tôi đoán mẹ tôi có lẽ là muốn tôi cho ông một cơ hội nhỉ?" Lạc Tú mở miệng nói. "Chính xác." Thẩm Thiên Quân gật đầu cũng được thôi chỉ cần các người xin lỗi xin lỗi mẹ tôi vậy thì các chuyện khác mà mẹ tôi sắp xếp tôi có thể không nhúng tay vào để cho các người một cơ hội lạc tú nói dù sao giữa anh và nhà họ thẩm không có quá nhiều mối quan hệ nhưng mà thẩm nguyệt lan thì có thẩm nguyệt lan không buông xuôi được cũng là lẽ thường tình điều này anh có thể hiểu được đương nhiên đây là cơ hội cuối cùng ha ha cậu đang nói đùa đấy hả thẩm thiên quân bỗng nhiên cười to nói cho chúng tôi một cơ hội." Người nhà họ Thẩm cũng cười theo. "Lạc Tú ơi là Lạc Tú, tôi không ngờ là hôm nay cậu lại dám tới đây, lại còn dám nói chuyện với nhà họ Thẩm tôi như thế." Thẩm Thiên Quân châm chọc nói. "Cậu tưởng là nhà họ Thẩm tôi vẫn là nhà họ Thẩm trước kia hay sao?" Thẩm Thiên Quân ngạo nghễ mở miệng nói. "Lát nữa cậu sẽ biết thôi, sau lưng nhà họ Thẩm chúng tôi đang có một vị võ thánh ủng hộ. Cậu còn dám nói cho chúng tôi một cơ hội ư?" Thẩm Thiên Quân khinh thường mở miệng nói: "Hơn nữa, tôi khuyên cậu vẫn nên xem xét lại bản thân mình đi." Thẩm Thiên Quân hừ lạnh nói: "Phó Thánh à." Lạc Tú lắc đầu, "Các người đã bỏ qua một cơ hội tốt rồi đấy." Lạc Tú nói rất chân thành. Nếu Thẩm Thiên Quân thật sự quay về Thiên Đô rồi thành khẩn xin lỗi Thẩm Nguyệt Lan, Lạc Tú còn có thể bỏ qua chuyện cũng được. Cho dù là Thẩm Nguyệt Lan nói trả lại sản nghiệp nhà họ Thẩm cho bọn họ, Lạc Tú cũng sẽ không nhúng tay vào dù sao chỉ cần mẹ anh vui là được. Nhưng mà rõ ràng nhà họ thẩm và thẩm thiên quân vừa mới đánh mất đi cơ hội cuối cùng này. Đã đi tới bước đường này, thế mà cậu còn dám mạnh miệng. Thẩm Ngọc Thành đứng ra lớn tiếng hét. Hôm nay cậu sẽ biết rốt của cậu đã phạm sai lầm lớn đến nhường nào. Hôm nay cậu cũng sẽ biết rõ, thứ mà cậu lấy đi từ nhà họ thẩm chúng tôi, nhà họ thẩm chúng tôi sẽ lấy lại nó như thế nào. Thẩm thiên quân cũng kêu gào theo. Thằng họ lạc kia, hôm nay chúng tao sẽ khiến mày phải hối hận. Thẩm Tuấn Trạch cũng hô lên. Trước kia anh ta chính là một cậu ấm gia đình giàu có, nhưng bây giờ lại phải ăn nhờ ở đậu, trở thành một con chó. Tất thảy đây đều nhớ ơn Lạc Tú đã ban tặng. Nhưng mà hôm nay, bọn họ có thể lấy lại hết những thứ này về, bởi vì hôm nay ở ngay tại đây, Lạc Tú tuyệt đối không thể nào sống sót trở ra được. chương 433, Uy lực Võ Thánh đám người nhà họ thẩm đều đứng ở đây gào thét với lạc tú như thể lạc tú đã thật sự thất bại. Lạc tú nhìn đám người này, lắc đầu, có lẽ trong mắt bọn họ hoàn toàn không có cái gọi là tình thân. Thẩm Nguyệt Lan đã cho bọn họ cơ hội cuối cùng, mà lạc tú cũng đã cho bọn họ một cơ hội. Chỉ đáng tiếc bọn họ lại không biết trân trọng. Cứ nghĩ rằng hôm nay anh nhất định sẽ thất bại. Thật đáng tiếc, lạc tú lắc đầu trực tiếp quay người dảo bước đi, anh vẫn bước đi vô cùng bình thản, không giống như đi quyết chiến mà giống như đang đi thưởng thức sóng cao biển rộng, nước thủy chiều lên xuống. Hừ, đến giờ này rồi mà vẫn còn giữ loại tư thái này à? So sánh với võ thánh đã sống hơn trăm tuổi, cậu ta có thể sống sót được chắc. Người nhà họ thẩm ở phía sau châm chọc nói. Thẩm thiên quân nhìn bóng dáng lạc tràn, trên mặt ông ta lộ ra một sự khinh miệt. Ông ta thừa nhận thực sự lúc trước ông ta đã quá sơ suất, quá coi thường lạc tú. Ông ta cũng đã từng hối hận, nhưng mà hiện tại ư ông ta đã leo lên được cây cổ thụ như võ thánh một tên lạc tú nhỏ nhoi ông ta hoàn toàn không đặt vào trong mắt so sánh với võ thánh lạc tú thật sự còn kém quá xa huống chi hôm nay không chỉ có một vị võ thánh có mặt nơi này thậm chí còn có cả người cầm đầu quốc tế theo lời đồn nữ thần tử vong ngày hôm nay cho dù lạc tú có thủ đoạn thông thiên thì cậu ta cũng chỉ có thể táng thân tại vùng biển lớn này đây chính là sức mạnh võ thánh đây chính là thực lực và thế lực của võ thánh dù sao những con người như vậy đều có bản lĩnh một kẻ giữ ải vạn người khó vào xung quanh bốn phía đã tụ tập rất đông người mọi người tấp nập gần như cả chục nghìn người các du thuyền trên biển đâu đâu cũng thấy bóng người đi lại nườm nượp trận chiến hôm nay cho dù là thắng hay bại đều đủ gây chấn động toàn bộ hoa hạ bởi vì cả nước đều đang chú ý tới trận chiến đấu này mọi nơi thậm chí đã bắt đầu cá cược một loại là cược hôm nay là ai có thể giành chiến thắng. Một loại là đặt cược xem hôm nay Lạc Tú có thể sống sót đi ra ngoài được không. Thậm chí có người đã mở điện thoại để bật phát sóng trực tiếp, nhưng rất nhanh sau đó đã bị ẩn đi. Có điều tỷ lệ đặt cược vào Lạc Tú cũng vô cùng cao, gần như là một so 100. Bởi vì trước đó có một đoạn video ngắn nóng hổi đã lan truyền trên mạng miêu tả sự khủng bố của Chu Càn Khôn đó chính là người đàn ông dù có ở trong vòng nguy hiểm vẫn có thể ung dung bình tĩnh thực sự có thể nói quá khó để tưởng tượng nổi từng con sóng biển xô giạt rào ánh mắt tất cả mọi người xung quanh đều đổ rồn về phía lạc tú dưới ánh nắng chói chang lạc tú bước từng bước về phía bờ biển không một chút để ý tới hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình đối với anh mà nói trường hợp này đã quá bình thường bỗng nhiên ở trên mặt biển phía xa xa nơi tiếp giáp giữa trời và biển chợt xuất hiện một vệt sáng trắng. Vệt sáng kia trói mắt lạ thường, xuyên qua toàn bộ mặt biển, dài khoảng chừng mấy chục dặm. Ban đầu mọi người con tưởng mình bị hoa mắt, hoặc là do ánh nắng mặt trời chiếu xuống sinh ra chiết xạ quang học. Nhưng dần dần mọi người đã phát hiện điểm lạ thường. Theo vệt trắng kia càng ngày càng gần, mọi người bất chợt mới phát hiện đó hoàn toàn không phải chiết xạ quang học gì cả. Đó là sóng thần sóng biển cuộn lên cao mấy chục mét độ cao còn cao hơn tòa cao ốc giống như một bức tường nước sừng sướng dường như muốn càn quét cả trời xanh khí thế cuồn cuộn kinh thiên động địa ảo tới tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cực kỳ chấn động nếu như sóng thần thật sự đổ ập qua đây vậy thì thành phố vùng duyên hải này chắc chắn sẽ không còn gì nữa sóng thần cao như vậy uy lực chắc chắn có thể san bằng thành phố ven biển này ngay lập tức rất nhiều người đều hoảng sợ khi nhìn cảnh này thậm chí đã có người sợ tới mức bắt đầu tháo chạy ra ngoài. Nhưng mà làn sóng thần này lại không ập vào mà nó bất chợt dừng lại ở trên biển cách bờ không xa. Loại sức mạnh tự nhiên có thể rời non lấp biển, phá hủy tất cả này khiến cho mọi người đứng đây đều cảm thấy ra đầu tê dại trong nháy mắt. Mọi người ban đầu còn bàn tán sôi nổi giờ đã lặng ngắt như tờ. Hiện tại ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía con sóng thần cao mấy chục mét kia. Ở nơi đó có một người, mái tóc bạc như tuyết trắng, Cả người mặc một màu trắng tinh đang khoanh tay đứng nhìn. Võ Thánh Chu Càn Khôn. Rõ ràng cơn sóng thần cao mấy chục mét này chính là do Chu Càn Khôn mang tới. Trước kia luôn có lời đồn rằng một mình Võ Thánh ở thời cổ đại có thể chiến thắng 10 vạn đại quân. Có một ông già mặc đồ thời Đường lên tiếng nói. Ông ta ở trong nước là đại sư võ đạo đứng đầu, tuy rằng chưa phải là tông sư nhưng lại được người ta tôn sùng. Bởi vì ông ta là một đại sư võ thuật Trung Quốc cả một đời dốc lòng nghiên cứu võ học cổ. Ha ha, loại chuyện quỷ quái này từ trước đến nay tôi chẳng tin đâu. Sống cả một đời tôi không bao giờ tin chuyện quỷ quái như thế. Chỉ có một thân một mình ở thời đại không có tinh thần thượng võ, làm sao có thể địch lại 10 vạn đại quân cơ chứ? Hiện tại tôi đã tin rồi, ánh mắt đại sư võ thuật Trung Quốc tràn đầy chua sót, ông ta đã từng phát ngôn bừa bãi trên các phương tiện truyền thông, cái gọi là võ học cổ chỉ là nói quá lên mà thôi hơn nữa uy danh của ông ta tự nhiên cũng được nhiều người ủng hộ cổ vũ. Nhưng mà hiện tại nhìn con sóng thần cao mấy chục mét trước mắt, ông ta đã tin rồi. Nếu như để cho làn sóng thần này quét qua thì số thương vong chẳng phải hơn 10 vạn hay sao? Đây chính là võ học cổ ư, là võ thuật hoa hạ chân chính. Qua đáng sợ, còn chưa ra tay, chỉ mới ra mắt thôi đã đủ mang tới khí thế rời non xẻ núi. Chưa nói tới ông ta, hàng ngàn người xung quanh đây giờ phút này đang nhìn Chu Càn Khôn cũng không dám hít thở mạnh. Bởi vì cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, nếu như con sóng kia mà ập xuống, đừng nói là một người, cả mấy chục ngàn người sẽ bị đập chết trong chớp mắt. Võ Thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn sang Lạc Tú. Chỉ một chiêu thôi e là Lạc Tú hôm nay đã chắc chắn sẽ phải thất bại. Đương nhiên cũng có người vui mừng, đặc biệt là người nhà họ thẩm, Đám người Thẩm Thiên Quân vô cùng sung sướng. Ha ha, Lạc Tú cậu cứ cuồng vọng tự đại đi, bây giờ đã hiểu chưa? Thẩm Thiên Quân lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sự vui sướng khi người gặp hỏa. Thủ đoạn này, sức mạnh này, cậu lấy cái gì ra để đánh nhau với người ta? Cậu có tư cách gì mà đấu với họ cơ chứ? Trong mắt Thẩm Thiên Quân đầy vẻ châm chọc, đây chỉ là sức mạnh của một võ thánh mà thôi. Lạc Tú lại không quá để ý chỉ nhìn con sóng thần phía trước trong mắt anh bình tĩnh như làn nước mùa thu không hề nổi lên một chút gợn sóng nào cả ha ha cậu chính là lạc tú giọng nói chu càn khôn trầm trầm vang lên mang theo cảm giác hư vô mờ mịt nghe không ra được là âm thanh truyền tới từ đâu nhưng mà bốn phương tám hướng đều là giọng nói của ông ta cậu có biết mình phạm tội nghiệt gì không chu càn khôn giống như một vị thần linh cao cao tại thượng giờ đang lấy tư thái nhìn xuống chúng sinh để hỏi tội lạc tú tội nghiệt lạc tú hơi nhướng mày nhìn chu càn khôn cảm thấy rất buồn cười không đến thế giới như thế này của chúng tôi thì cậu hoàn toàn không biết được bản thân nhỏ bé đến thế nào tôi nói cậu phạm tội thì chính là cậu đã phạm tội giọng nói chu càn khôn lạnh băng chói tai nhưng lại mang theo khí phách kiêu ngạo bá đạo tôi khuyên ông nói chuyện cho cẩn thận khóe miệng lạc tú xẹt qua một tia châm chọc lời này vừa nói ra tức khắc khiến chục ngàn người xung quanh thay đổi sắc mặt đã đi tới bước đường này rồi mà lạc tú vẫn dám ngông cuồng như vậy ư không nhìn thấy sóng thần cao mấy chục mét hay sao? Một trận chiến này tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng mà kết quả đã hiện ra trước. Vốn dĩ rất nhiều người đang ôm một tia hy vọng đối với Lạc Tú, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy con sóng biển kia, rõ ràng trong lòng bọn họ đã biết được, Lạc Tú chắc chắn sẽ thất bại. Chương 434: Cách biệt. To gan lớn mật, lão tổ nhà ta thần công cái thế, hôm nay nhất định sẽ khiến cho cậu táng thân tại đây một tiếng hét to lạnh lùng vang lên, mọi người đều tách ra, mấy trăm người bước tới đây. Đó là người nhà họ Chu, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, trên mặt mang theo một vẻ khinh miệt. Anh ta là con trai của Chu Long, Chu Dần. Hôm nay anh ta muốn nhìn Lạc Tú bị lão tổ nhà họ Chu bọn họ đánh chết tại chỗ. Ôn quá, Lạc Tú vung tay lên, một luồng kinh khí vô hình bắn thẳng về phía anh ta. Chát một tiếng, lập tức vả lên mặt Chu Dần, Tát Chu dần bay người bắn ra ngoài. Lúc này ngay tại đây sự áp lực đáng sợ đã gia tăng thêm. Phó Thánh Chu Càn Khôn nhà họ Chu đang có mặt ở đây mà lại có người dám đánh con cháu của ông ta ngay trước mặt. Đúng là chán sống, Chu Càn Khôn giơ tay lên định đánh chết Lạc Tú. Chờ đã, bỗng nhiên một giọng nói lại truyền tới. Một người bay trên không đi tới, từng bước chân giống như đang bước trên mặt đất bằng phẳng. Nhưng khí thế và khí phách ấy, không cần phải nghi ngờ gì nữa lại là một vị võ thánh võ thánh vô không nhà họ thẩm tức khắc lộ ra vẻ vui mừng chu lão đệ đừng vội động thủ tôi nói chuyện với cậu ta trước đã được không võ thánh vô không đứng trong không trung nhìn xuống lạc tú bên dưới nể mặt ông đó chu càn khôn từ từ hạ tay xuống dù sao hôm nay thằng nhóc này chắc chắn phải chết không cần phải nghi ngờ ông ta nhất thời cũng không vội ông ta đường đường là võ thánh có thể không giết chết được một hậu bối hay sao hơn nữa ông ta còn mời sở trưởng sở tài quyết vũ lực tới đây tính toán thời gian cũng đã sắp đến rồi nhìn thấy cảnh tượng này mấy chục ngàn người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lẽ nào đây là người tới giúp lạc tú hay sao ta tới đây để đòi lại công bằng cho nhà họ thẩm mọi người còn chưa kịp phản ứng thì võ thánh vô không đã lên tiếng trước lời này vừa nói ra mọi người xung quanh hoàn toàn giật thót đây lại là một vị võ thánh tới tuyên chiến với lạc tú Sao tài sản của cậu ra đây, có lẽ ta không bảo vệ được tính mạng của cậu nhưng tính mạng người nhà cậu. Ông chán sống rồi." Lạc Tú vừa nghe thấy lời này, chỉ nháy mắt đã nổi giận đùng đùng. Ông ta đang lấy người nhà để uy hiếp anh. "Tôi thấy cậu đang tìm chết đấy." Phó Thánh vô không rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ được rằng Lạc Tú lại không chỉ dám chống đối ông ta trước công chúng mà còn dám ngắt lời ông ta, uy hiếp ông ta. Lẽ nào thằng nhóc này còn chưa biết rõ về tình hình hôm nay ư? hiện tại hai võ thánh lớn đã tỏ rõ thái độ muốn giết cậu ta mà cậu ta vẫn còn dám ngông cuồng như thế cho dù hôm nay ai tới đây thì hôm nay ông cũng sẽ phải chết trong mắt lạc tú mang theo sự lạnh lẽo giọng điệu lạnh lùng uy hiếp nói anh luôn để ý người nhà của mình nhất ai dám lấy gia đình của anh để uy hiếp anh đó chính là chạm vào vải ngược của anh ha ha quả nhiên rất ngông cuồng khó trách dám nói ra những lời cuồng vọng chống lại cả thế giới như thế này Võ Thánh Vô không ngược lại bị anh chọc tức đến bật cười. Loại người ếch ngồi đáy giếng này thực sự không thể nói gì thêm với cậu ta được nữa. Lạc Tú, cậu không chỉ trêu chọc vào Võ Thánh nhà họ Chu mà ngay cả Võ Thánh Vô không mà cậu cũng dám đắc tội. Hôm nay tôi phải chống mắt xem xem cuối cùng cậu sẽ chết như thế nào. Lúc này Thẩm Thiên Quân đứng ra mở miệng nói. Mà đúng lúc này bỗng nhiên có một cơn cuồng phong thổi quét tới, mang theo một người bước đến trong không trung. Nhộn nhịp quá, người đến cả người mặc một áo đạo bào dài cổ đại cầm theo một thanh trường kiếm hư kinh thiên của côn lôn kiếm cung đã tới sự xuất hiện của ông ta không hề rầm rộ ngược lại mang theo một hương vị không dính khói lửa phàm tục ở phía dưới mấy vạn người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng sự khó hiểu nhưng mà chu càn khôn và vô không lại nhíu mày đặc biệt sau khi nhìn thấy áo đạo bào của hư kinh thiên lập tức trong lòng giật thót người của côn lôn kiếm cung lẽ nào hôm nay sẽ có biến cố cô ư? Côn lôn kiếm cung không phải thứ mà bọn họ có thể dây vào được, vì vậy hai người lập tức ôm quyền bái một lại. Xin chào tiền bối. Hư kinh thiên không hề để ý tới hai người chu càn khôn, ngược lại ông ta rất có hứng thú nhìn lạc tú. Hiện tại cậu đã biết mình lúc ở sân bay cuồng vọng đến mức nào chưa? Hư kinh thiên nói, mang theo vẻ châm trọng. Người có thể dễ dàng giết chết cậu, ở trước mặt tôi cũng chỉ có thể hành lễ trước mặt tôi hiện tại tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu dập đầu nhận sai với tôi, hôm nay tôi sẽ bảo vệ cậu bình an vô sự. Hư kinh thiên ngạo nghế mở miệng nói. Ông ta cố ý xuất hiện vào lúc này, mục đích chính là để dọa nạt lạc tú, để cho lạc tú hiểu được, hư kinh thiên ông ta rốt cuộc có địa vị lớn như thế nào. Mà lúc ở sân bay, rốt cuộc lạc tú đã được cười đến nhường nào. Dám mở miệng nói chuyện với hư kinh thiên ông ta như vậy. Đây là cơ hội duy nhất cho cậu, dập đầu nhận sai, nhặt về một mạng. Lúc này Đậu Tuấn cũng đứng ra lên tiếng, trong mắt mang theo đầy vẻ khinh thường. Lời này vừa thốt lên, hai người Chu Càn Khôn còn chưa kịp phản ứng lại. Thì mấy vạn người xung quanh đã lập tức hô lên một lần nữa. Thông qua sự so sánh vừa rồi, rõ ràng ông lão trông có vẻ như tiên phong đạo cốt này có địa vị ắt hẳn không hề tầm thường. Bởi vì ngay cả hai võ thánh lớn cũng phải ôm quyền gọi ông ta một tiếng tiền bối rõ ràng người có thể khiến cho hai võ thánh lớn đều kiêng rè đã đủ để chứng minh tất cả nếu như ông lão này nhúng tay vào thì chẳng phải hôm nay lạc tú thật sự có thể sống sót trở về hay sao chỉ cần lạc tú chịu cúi đầu xin lỗi vậy thì e rằng hôm nay thật sự có thể phá vỡ cục diện chết này thẩm thiên quân ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này sao tự dưng lại có biến cố lẽ nào ông trời thật sự muốn diệt nhà họ thẩm của ông ta khó khăn lắm mới có cơ hội để lật ngược tình thế lẽ nào trong nháy mắt đã sắp tan thành mây khói hư đổi lại là ông ta chắc chắn sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội chồng ơi không sao đâu anh hùng phải biết tránh thiệt trước mặt cả đám người đẹp cổ vũ cho lạc tú tức khắc lên tiếng khuyên nhủ đúng đấy hôm nay vốn dĩ bọn họ đã đông người tới chồng ơi không sao đâu nhưng mà lạc tú lại mở miệng các người quá đề cao bản thân rồi lạc tú cười lạnh một tiếng ngạo nghễ nói với hư kinh thiên đang đứng trong hư không Hai người bọn họ trong mắt tôi chỉ như con kiến mà thôi. Tôi vẫn nói câu kia, Lạc Tú tôi không tới lượt các người phải bảo vệ. Những lời này Lạc Tú vừa nói khỏi miệng, tức khắc đám người Chu Càn Khôn ai nấy đều hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Dù sao ông lão này cũng đến từ Côn Lôn kiếm cung, thân phận không hề tầm thường. Nếu như đắc tội với ông ta, cho dù bọn họ có là võ thánh cũng không thể chống lại được Côn Lôn kiếm cung. Nhưng mà hiện tại Lạc Tú nói một câu này đồng nghĩa với việc hoàn toàn chặt đứt đường sống, thậm chí còn có khả năng đắc tội côn cô lôn kiếm cung. Ha ha, tốt, chàng trai, tôi hy vọng bản lĩnh và tính cách của cậu lớn như nhau. Hư Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Các ông cứ động thủ đi, tôi chỉ đứng ở bên cạnh xem cho vui thôi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Lời này của Hư Kinh Thiên đã trực tiếp tỏ rõ lập trường. Hắn sẽ không giúp đỡ. Cảm ơn tiền bối chu càn khôn ôm quyền bái một lạy sau đó bỗng nhiên trong mắt hiện ra một tia sắc bén lạc tú hiện tại ta tuyên án cậu mang tội chết ha ha tư thái cũng cao đấy tuyên án tôi ư lạc tú nói lộ ra vẻ châm chọc ông dựa vào đâu mà tuyên án tôi dựa vào ta là chu càn khôn ta là võ thánh giết chết cậu chỉ dễ dàng như dẫm chết một con kiến chu càn khôn vẫn đứng ở đó khoanh tay nhìn Lẽ nào cậu vẫn không nhìn ra được sự chênh lệch giữa tôi và cậu hay sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Đây đã không phải là sự chênh lệch mà đó là sự cách biệt một trời một vực. Là sự cách biệt không thể nào vượt qua được. Hiện tại cơn sóng thần tề thiên này mà đến, thậm chí còn khiến người ta chấn động hơn cả bộ phim điện ảnh ngày tận thế năm 2012. Nhưng mà Lạc Tú lại lắc đầu, một chút trận trượng đối với những người này mà nói có lẽ đã đủ khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng mà trong mắt anh thì nó chẳng là gì cả. chương 435, chết đi. Cơn sóng thần dài hàng chục dặm, cao hàng chục mét, quả thực thanh thế quá lớn, khi đối mặt với tình huống chân thật này, nhiều người không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Đối mặt với sức mạnh gần như thần thánh này, bất kỳ ai cũng tỏ ra yếu thế và tầm thường. Nhưng Lạc Tú không hề quan tâm, so với cảnh một kiếm phá tan các vì sao, một đấm khiến các vì sao nổ tung tóe, hoặc thậm chí treo ngược giải ngân hà, thì tình huống này quá tầm thường. Ngay cả trong cuộc chiến chống trời, anh từng hỗn loạn thời gian trường hà, tham gia vào trận chiến đổ thiên, xóa sổ hết giải ngân hà này đến giải ngân hà khác. Lạc Tú chưa bao giờ tỏ ra hoảng sợ. Vì vậy, sao Lạc Tú lại sợ hãi trường hợp như trẻ con bầy đồ chơi này được chứ? Nhưng những người xung quanh lại không nghĩ vậy, đặc biệt là Thẩm Thiên Quân, khi nghe lão già có tiên phong đạo cốt kia mắng lạc tú thì trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Chỉ cần không có người bảo vệ lạc tú, hôm nay cho dù hôm nay thiên vương lão tử có ở đây cũng không thể cứu được lạc tú. Dù gì hai vị võ thánh lúc này đều đã lộ ra sát ý với lạc tú. Ôi, thật đáng tiếc, người đứng đầu trong thiên long bảng, hôm nay sẽ ngã xuống tại nơi này. Một vị lão đại từ Tây Bắc mở miệng nói, ông ta không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến đây xem trận chiến này. Các cổ động viên vốn tưởng rằng có thể được diện kiến phong thái vô song của Lạc Tú, nhưng hiện tại xem ra đã không còn cơ hội chiến thắng. Mọi người xung quanh đều lắc đầu, và ngay cả những cổ động viên ban đầu ủng hộ Lạc Tú lúc này cũng im bặt. Bởi vì sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh được. Chu Càn Khôn ở phía trên ngọn sóng thần nhếch miệng giễu cợt. Lạc Tú quá kiêu ngạo, nhưng nghĩ lại cũng đúng, võ thánh của bọn họ từ trước đến nay đều không hỏi chuyện trần tục, chuyên tâm luyện võ, rất ít khi ra tay, tự nhiên trên đời này ít người có thể biết được sự đáng sợ của bọn họ. Vừa lúc hôm nay có thể khiến cho cả thế tục biết đến hai chữ võ thánh nặng đến mức nào. Nếu cậu đã không nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu, vậy tôi sẽ dùng hành động thực tế để cho cậu xem rốt cuộc tranh lệch lớn cỡ nào. Cho cậu biết là mình đang khiêu khích đến kẻ đáng sợ đến mức nào. Chu Càn Khôn hét lên. Câu này cũng tặng cho ông. Lạc Tú bước tới, trực tiếp bước lên mặt biển từng bước một không có ý định lùi bước ở tiên giới những kẻ dám chặn lạc vô cực giết còn ở thế tục này đạp lên lạc tú đạp lên sóng nước và đi về phía ngọn sóng thần cao hàng chục mét được tôi rất phấn khích nhưng cuối cùng cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu hôm nay trời trong nắng đẹp là thời tiết tốt để giết người đây chu càn khôn vùng bàn tay to lên giành ra tay trước có thể nhìn thấy bằng mắt thường có chân nguyên ngưng kết xung quanh chu càn khôn, những sợi ánh sáng xanh lam chuyển thành những miếng vải màu xanh lam. Cuối cùng, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp cổ xưa. Khiến chu càn khôn giống như một vị tướng mặc áo giáp vàng sông trận. Hay lắm, đã nghe nói con đường tu đạo của võ thánh không hề tầm thường, quả nhiên không tồi, chân nguyên này đều đã vượt qua linh khí rồi. Hư kinh thiên ở một bên không khỏi khen ngợi. Sư thúc, đây là... Ha ha, võ giả bình thường cho dù là cao thủ tuyệt hảo thì có thể ngưng tụ nhiều nhất chính là nội lực chỉ sau khi đạt tới võ thánh mới có thể ngưng tụ ra chân nguyên còn cao cấp hơn cả nội lực chân nguyên còn mạnh hơn cả linh khí chu càn khôn này thật khó lường hư kinh thiên vỗ tay khen ngợi sư thúc còn họ lạc này đương nhiên rồi sở dĩ võ thánh lợi hại sao chỉ có mỗi lợi hại trên phương diện chân nguyên thôi chứ hư kinh thiên giải thích những gì võ thánh học tập và tu luyện đều có chung một điểm với luyện khí sư tiên tần sau khi thiên địa đại biến linh khí loáng có người bài trừ lối tắt mở ra một con đường khác chính là võ đạo nhưng đương thời võ đạo đã dần dần mai một chỉ có những đại thế gia của cổ võ mới nắm giữ võ đạo tinh túy chân chính hư kinh thiên cố ý nói lớn để mọi người phải giật mình thì ra nguồn gốc của võ đạo lại lớn như thế có chung nguồn gốc với luyện khí sư tiên tần cho nên sao họ lạc này có thể đấu lại đối phương chứ thiên địa to lớn khác xa so với tưởng tượng của cậu ta hơn nữa cây cầu mà chu càn khôn đã đi qua còn dài hơn cả đoạn đường cậu ta đã đi qua sao mà cậu ta đấu lại chu càn khôn được hư kinh thiên vừa dứt lời mọi người có mặt đều giật mình bởi vì chu càn khôn ra tay vừa vung tay lên có hai con rồng nước khổng lồ lao thẳng đến chỗ lạc tú những con rồng nước rất lớn và thân hình còn to hơn cả một số du thuyền mà quan trọng nhất chính là khí thế kinh thiên động địa đáng sợ đến nỗi mọi người sởn cả ra đầu một trong những chiếc du thuyền chống bị con rồng nước vẫy đuôi làm cho trao đảo rồi bay thẳng lên trời đó là một chiếc du thuyền nặng hàng trăm tấn lao thẳng lên trời cao hàng chục mét hơn nữa đã biến dạng hoàn toàn hai con rồng nước đều mở to miệng và tấn công lạc tú chỉ với một chiêu thức này cậu ta sẽ bị thịt nát xương tan ngay hư kinh thiên ở bên cạnh ngạo nghễ nói nhưng vừa dứt lời lạc tú đã đứng trên mặt nước nhếch miệng đầy diếu cợt chỉ với một cái vẫy tay đơn giản hai con rồng nước đã nổ tung trước khi chúng đến gần anh sư thúc anh ta bạc tuấn nhướng mày cũng có bản lĩnh đấy nhưng chỉ là một cái may mắn thôi có lẽ chu càn khôn chưa muốn giết cậu ta muốn đùa giỡn một lúc rồi mới giết cậu ta sau hư kinh thiên ngượng ngùng giải thích thật ra ông ta cũng chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ha ha được lắm cũng có một ít bản lĩnh đó. Chu Càn Khôn cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng ông ta chưa dùng hết sức lực, nhưng với đòn vừa rồi, đừng nói là một người, ngay cả một tòa nhà cao tầng cũng sẽ bị san bằng nữa là. Tại sao Lạc Tú vừa vung tay, hai con rồng nước đã lập tức nổ tung nhỉ? Tất cả mọi người đều khó hiểu, dù sao chiêu thức vừa rồi rất đáng sợ, kết quả người ta vừa phất tay, sau đó không còn gì nữa. Hiển nhiên, cảnh tượng này đã khiến cho Chu Càn Khôn không thể nhịn được nữa vừa rồi mới là món khai vị thôi. Lão Phu giết cậu mà không cần dùng đến võ kỹ, chỉ bằng cơ thể này cũng đủ để giết chết cậu. Chu Càn Khôn lập tức khôi phục lại tinh thần, từ trên cao lao thẳng xuống, dự định dùng tay đôi đấu với Lạc Tú. Muốn giết cậu, chỉ cần một cú đấm. Dù gì ông ta cũng là võ thánh, cần phải dùng đến nắm đấm thứ hai mới giết chết được người đứng đầu trong thiên long bảng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ để cho người ta cười rụng răng mất sao. Chu Càn Khôn giống như một ngọn đèn nê ông chói mắt, tốc độ cực nhanh, tiếng nổ xé trời. Ngay lập tức, ông ta tiến lại gần Lạc Tú và vung nắm đấm lên. Trước khi cú đấm này giáng xuống Lạc Tú, một số tòa nhà ở phía xa đã sụp đổ. Nhiều người hoảng sợ nhìn cảnh này, tim đập loạn xạ, mẹ ơi, đây là con người sao? Chỉ một quyền phong đã có thể đánh sập cả một tòa nhà. Nếu đánh chúng người thì đáng sợ đến mức nào chứ? Xong. Hư Kinh Thiên lại định luận, mà Thẩm Thiên Quân ở bên cạnh cũng tỏ rõ vẻ vui mừng, chết đi, Lạc Tú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. hết chương 435.